Để cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn và các văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án Phạm Minh Cường, Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị chỉ đạo yêu cầu các giám đốc sở, các thủ trưởng ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra giả soát, thống kê danh sách và kết quả thực hiện các nội dung tại các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc phó trưởng ban dân huyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến nay, kể cả các nội dung giải quyết đề nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển đến đơn vị. Theo đó, danh sách tiếp nhận xử lý văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng gửi đến bao gồm các thông tin như ngày ký văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn, tên cơ quan, tổ chức cá nhân gửi đến ông Lưu Bình Nhưỡng, nội dung kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng, đối tượng kiến nghị, tên dự án, vụ án, vụ việc, nơi nhận văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng, kết quả xử lý giải quyết, số ngày văn bản phúc đáp gửi ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đó vào ngày 14 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thủy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin về vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố tạm giam, Chiều ngày 7 tháng 12, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12, ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, đã báo cáo về tình hình vi phạm tội phạm năm 2023, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự và thông tin về vụ việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng. Được biết, ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ luật, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bến Tre. Khi bị bắt, ông Nhưỡng làm phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, Nhóm của Phạm Minh Cường được xem là băng nhóm xã hội phức tạp ở Thái Bình. Băng nhóm này đã tham gia thực hiện nhiều hoạt động trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự của địa bàn. Cường và đồng phạm đã tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập tròi tại các bãi chiều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng một mét khối cát và nhân với 700 mét khối cát trên một tàu theo phương thức đếm tàu tính tiền tức là một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối, muốn đi qua bãi của Cường phải nộp 1.500 đồng trên một mét khối cát. Trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường bị một số đối tượng xã hội cản trở và gây khó khăn. Do có quan hệ với ông Lâu Bình Nhưỡng, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu. Và Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Phạm Minh Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động tới cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình, để các nhóm xã hội không gây sự và gây khó khăn cho Cường tiếp tục hoạt động. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức để cường cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố bị can bắt tạm giam, khám xét được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. Không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện tất cả. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện theo quy trình quy định có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp, toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác, nhưng nếu vi phạm thì vẫn phải xử lý theo quy định của pháp luật và ông Nhưỡng cũng không là ngoại lệ. Ông Mạnh thông tin trên Vietnamnet, việc khởi tố xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu quốc hội hay người nổi tiếng, vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ, quản lý nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Cơ quan công an đang điều tra xác minh phục vụ công tác mở rộng vụ án, đảm bảo toàn diện, triệt đề, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri và nhân dân, song đề nghị nhân dân không nên sốt ruột và nghi ngờ mà cần tìm hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm và khách quan đúng vụ việc. Trước đó, ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lâu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng của vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, còn gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thủy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Về cá nhân ông Lưu Bình Nhưỡng, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016-2021), thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội năm 2016-2021, phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật, từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội, tính đến năm 2010. Ông Lô Bình Nhưỡng đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. Tháng 9 năm 2018, ông Lô Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban tổ chức Trung ương. Về vụ án của Giang Hồ Cường Quát, trước đó ngày 17 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo Công an, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cường Quát đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh Thái Bình. thank you